Kính chào và xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, bản tin truyền hình Chủ nhật hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong tuần, đoàn công tác thành phố Châu Đốc do trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc Quỳnh Chí Quanh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng, tặng quà nhân dân hai xã Chay Chót và Cơm Bung Pro huyện Prey Chunsar, tỉnh Tà Keo, Dương quốc Campuchia nhân Tết cổ truyền John Nam Thơ May năm 2023. Dịp này, đoàn công tác thành phố Châu Đốc trao tặng một tấn gạo, 100 thùng mì, 100 phần nhu yếu phẩm và 3 phần quà, tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Đồn biên phòng Vĩnh Quân trao tặng 4 phần quà cho hai đồn và hai trung đội của hai xã Chay Chót và Cơm Bung Rô Sang Thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, đồn biên phòng Vĩnh Quân trao tặng tiền hỗ trợ cho hai học sinh ở xã Chay Chót, mỗi em 3,5 triệu đồng. Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguân tặng 5 phần quà cho xã Cơm Bung Rô Sang Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế trao 4 phần quà cho xã Chay Chót thông qua hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia cũng như giữa thành phố Châu Đốc và huyện Sa Trong tuần, Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và đề ra nhiệm vụ tháng 4 năm 2023. Tháng 3 năm 2023, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc cơ bản ổn định. Đảng ủy quân sự thành phố lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Lãnh đạo thực hiện chăm lo cho các chế độ tiêu chuẩn cho lực lượng vũ trang thành phố, quân số khỏe đạt 100% các cấp ủy chi bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường công tác xây dựng cơ quan đơn vị nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, không để xảy ra vi phạm kỷ luật, các tệ nạn xã hội, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị. Tháng 4 năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và huấn luyện cho các đối tượng. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý kỷ luật và xây dựng chính quy ở các đơn vị, không để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn khi tham gia giao thông tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Trong tuần Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội thi giới thiệu văn bản pháp luật mới đợt 2 năm 2023. Hội nghị đã triển khai một số nội dung cơ bản của văn bản bao gồm Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, Luật Phòng chống ma túy năm 2021, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo 2018, pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định số 99 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm và Nghị định số 82 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã qua đó nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đồng thời tổ chức thi hành pháp luật gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đó là chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Trung tâm Gian Quá Thể Thao và Truyền Thanh Thành phố Cho Đốc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.